Mọi người ơi, bánh sơn kê đậu xanh qua tại ăn luôn này. Rồi, bánh rán 1 kg khổng lồ nhá. Bây giờ em bắt đầu ăn nhá. Em mời mọi người cùng ăn nhá. Rồi, con chào mọi người đi. Em chào mọi người. Rồi, ở đây con cũng chào mọi người. Con mời mọi người cùng ăn. Rồi, con cầm con ăn đi. Ăn bánh nào trước, bánh này trước hả? Wow, rồi ăn đi. Được không, mình lấy đi cho. Rồi. Wow, mọi người ơi, cái sen kê này mọi người, trời ơi, nó dẻo dít luôn á, sao mà nó ngon quá trời vừa đất luôn. Em mời mọi người cùng ăn nhá. Em xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, bây giờ là buổi chiều nhá. Em hôm vừa rồi em làm bánh nếp nhá. Nó còn lại nguyên một cục nhân đậu xanh nha mọi người. Nửa ký nha mọi người, em nắm chặt chắc vô nó thành một cây như thế này luôn này. Nửa ký luôn nha mọi người. Em bỏ trong tủ lạnh nha, vẫn đang còn thơm ngon đậm đặc nhá. Đây là nửa kg bột nếp nha, em sẽ làm bánh rán nha mọi người. Và đây là một trái sa tê em hàng xóm cho em nha mọi người ơi. Mà cách đây khoảng một tuần rồi, bữa cho nó còn xanh mướt luôn, mới hái tức thì luôn. Em về em bỏ tủ lạnh một tuần, bây giờ em bỏ ra mà nó thành màu như thế này mọi người. Bây giờ em sẽ gọt vỏ, em sẽ luộc và em sẽ làm sa tê trộn đậu xanh nha mọi người. Cái này để trong tủ lạnh một tuần rồi cho nên bây giờ bỏ ra cắt nó không có miếng mủ nào luôn mọi người, sạch luôn. Giống như kiểu nó bị khô. Cho vô một chút xíu muối nha. Em cho vô đây chút xíu muối và em sẽ bỏ sake vô luộc nha. Em cho vô xíu muối luôn nha. Cho thêm dầu và nhéo bột nha mọi người. Rồi, và bây giờ em sẽ để cái bột này ở đây nhé mọi người. Đây mọi người ơi, em đã luộc sake nha mọi người. Chưa được 20 phút đâu, khoảng 15 phút rồi mà em mở ra em chọc nó đã mềm dẻo rồi nha mọi người. Trời ơi, dẻo ngon quá. Bây giờ em sẽ vớt nó ra nha. Wow, nhìn cái miếng sake nó dẻo, nó trong luôn, nó chuyển màu trong luôn nha mọi người. Ngon quá. Đây nha mọi người, còn cái đậu xanh này em sẽ chia đôi nha, một nửa thì em sẽ bóc vào sake, còn một nửa em sẽ làm nhân bánh nha mọi người. Ngon ngon. Bây giờ em sẽ dùng dao em cắt nhỏ ra nha, xái nhỏ. Bắt đầu nên là chuẩn bị chiên bánh nha. Vậy luôn mọi người ơi. Mà bây giờ cái tay hơi nhỏ, khó làm đây này. Cho ra đâu để làm được ta? À. Cái đĩa này em đã bọc cái màng bọc thực phẩm này rồi nha mọi người. Cái bột này là cái bột em xay khô nên em nhéo nó hơi bị nhão mọi người. Nhanh bỏ vô đây.
đậu cái sake này xem nó dẻo quá trời, nó dẻo này mọi người. Em ăn thử cái miếng không của con sao nhá. Nó mềm dẻo mà thơm cái mùi gì đâu mà không không tả được mà nó ngon quá. Cái này cho mình ăn luộc luôn vậy, mình chấm đường vẫn ngon đó mọi người. Đậu xanh, nửa miếng đậu xanh còn lại em sẽ sát em bỏ vô sake lên luôn nhé mọi người. Một cái bánh rán khổng lồ mọi người ơi. Em bỏ cái cây vá vậy để cho nó hơi, nó khỏi bị hấp hơi xuống nha mọi người. Em cảm thấy cái vỏ nó giòn rụng rụng luôn mọi người ạ. Mọi người ơi, sau khi cho đậu xanh vô thì em đã nhéo thật kỹ, trộn thật kỹ nha mọi người, và sẽ vo thành những viên bánh tròn thật tròn nha. Nếu mình ăn không hết, mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh, bữa sau ăn lại càng ngon nữa nha mọi người. Tại bây giờ mới trộn xong thì bánh nó sẽ rất là dẻo và mềm đó. Mọi người xem thấy hay, nhớ bấm đăng ký kênh, em chân thành cảm ơn. Mọi người ơi, cái sake này mọi người, trời ơi, nó dẻo di, dẻo dít luôn á, sao mà nó ngon quá trời quá đất luôn. Em mời mọi người cùng ăn nhá. Sống mọi người ạ, à, cái này phải bỏ hấp cơm lại rồi. Trời ơi, quá là đẹp. À đây này, cho thằng này, đút cho nó cái này này, cái này bền xèo luôn á. Có đậu xanh, trộn đậu xanh ở trong đó. Ăn thử miếng bánh rán này ạ.
Mẹ mẹ. Mẹ ơi. Sa kê chiên cái nào ngon hơn? Mẹ mẹ. Mẹ ơi. Này là sa kê em luộc để xong rồi mà em bóp với đậu xanh. Mẹ ơi. Ngon mà ghê quá bà. Đấy, cái bánh rán này cái vỏ ở ngoài nó giòn ngon lắm mọi người. Có cái đoạn ở giữa bị cháy, à, bị sống. Trời ơi. Trời ơi, con này. Em đã bị thất bại. Đây. Cái nó tẩy. Ăn miếng nhỏ, ăn miếng nha. Tiên hả? Con làm tiên đâu? Video đây nhá. Trời mấy cái bạn nhỏ này bạn nghịch quá. Em xin chào mọi người nhá. Mọi người xem thấy hay thì cho em xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ em Vân Sumo Vlog nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em nhá. Em xin chào mọi người. Em chào mọi người. Nghe Hiếu chào đi nhá. Hiếu số hổ. Em chào chưa?